Alo, alo mọi người. Hôm nay tiếp tục một tập vlog mới với một cái cảnh quay hoàn toàn khác với mọi lần. Đó là một cái nơi xa hơn Sài Gòn, đó là Bình Dương. Và đang nằm ở trong trường đua Đại Nam. Hôm nay sẽ có những cái cảnh quay lạ nhất tất cả trong tất cả các vlog mọi người đang thấy. Hôm nay mình kết hợp với lại Thư Chuli Buli và các bạn Stunner để quay những cái cảnh về đua xe phân khối lớn. Giới thiệu các bạn, anh Minh là nhà đồng tổ chức của một cuộc đua lần đầu tiên được có giấy phép tổ chức tại Việt Nam, đó là cuộc đua mô tô phân khối lớn tại Đại Nam vào ngày 34 này. Anh Minh sẽ dẫn đầu đoàn đua làm những cái động tác rất là đặc biệt mọi người chờ đón nha. Mình rip bánh các kiểu mình Hiện tại là tất cả mọi người đang xếp cái cảnh quay để quay một cái clip để quảng cáo cho những vị chặng đua của 30 tháng 4 sắp tới. Và mọi người sẽ thắc mắc 30 tháng 4 sắp tới anh Minh sẽ làm gì. Thì hôm nay sẽ nhá nhẹ một số cảnh ở trong sự chuẩn bị và nơi tổ chức cho các bạn sẽ thấy. Và những bí ẩn sẽ được bật mí vào những clip kế tiếp chứ không phải là clip này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan. Và đây là hiện tại là một trong những cái bối cảnh để quay clip. Mọi người có thể thấy trong một cái hầm dưới chỗ gắn đài ghế ngồi của tất cả mọi người. Và hiện tại đang quay một cái cảnh quay rất là dài và quay nãy giờ rất là nhiều lần. Mình chỉ tham gia vào những cái cảnh quay để làm sao để tạo những cái hiệu ứng phong trào cho mọi người cảm thấy happy hơn, đâm hiểu nhiều hơn về dòng đua phân khối lớn. Và đang đưa ra thêm một những cái idea mới là sẽ khai thác ở trường đua trên đây là sẽ có thêm đua ngựa. Cảnh quay đó không biết anh Minh sẽ có đua được hay không, nhưng mà đó là những ý tưởng khi bước tới đây và nảy sinh ra. Hy vọng đó là những idea mới trong những cái vlog kế tiếp nữa. Và hiện tại tất cả mọi người đang chuẩn bị di chuyển tất cả những đạo cụ, xe, người vào điểm tập kết để bắt đầu vào những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt. Quay từ 4 giờ sáng tới giờ chỉ lấy được có 5 shot cảnh thôi, khoảng chừng có 5 giây thôi. Còn nhiều đoàn ngủ không à. Đây là lần đầu tiên anh lên trường đua Đại Nam với một quan cảnh rất là lạ lùng, thấy tâm linh mọi hỗn độn trong đây. Ngựa có, người có, xe có. Có chó, có tu sĩ đây luôn. Đây, mọi người có thể thấy đây là một cái cua khá gắt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rip. Người ngoài sao không có seat belt, mình rip một cái này ra ngoài sao luôn. Đây là cái bit nè. Rồi, an toàn. Chúng ta sẽ xuống xe và chúng ta xem các bạn sẽ làm gì tiếp nhé. Đây là đạo diễn của phim Mập. Ủa quên, đạo diễn Mập quay phim Ròm. Huy và đã kết bạn Facebook anh nhưng mà anh chưa có kết bạn. Sorry, bây giờ bấm ngay lập tức. Bây giờ mình xài tên cho nó nhanh đúng không ạ? Anh Huy. Ok, rồi bấm rồi. Ok nào bạn, bấm rồi. Ok. Rồi. Sắp tới là sẽ có nhiều đạo diễn để tham gia vào những phim hành động bí ẩn giường chiếu. Rồi vài bữa nó Huy sẽ tương tác vô một bộ phim kín đáo quay trong phòng. Cả trường đua đang rất là đông người, cả chim cũng có tham gia vào cuộc đua. Đua trên không, mình đua dưới đất. Mọi người có thấy không ạ? Có con tai đó. Đó, nó bay. Wow. Xuất sắc luôn. Hay quá, hay quá. Và hiện tại giới thiệu với mọi người, đây Biker sẽ là người huấn luyện viên cho bên trong trường đua lần này. Rồi. Tại vì biết là anh Minh ngoài thích ô tô ra còn thích cả mô tô nữa, cho nên là hôm nay chuẩn bị cho anh Minh sẵn 3 chiếc xe. Wow, dữ quá. 3 dòng khác nhau luôn. Thì cho anh hỏi là bây giờ trong 3 chiếc này thì anh Minh thích nhất chiếc nào trước đã? Bây giờ chắc theo em tư vấn khả năng anh Minh level thấp, bây giờ cho cái nào từ thấp lên cao đi. Đợi xíu đi anh đổ xăng em. Dạ, yeah. Bé Phạm My hôm nay được giới thiệu các bạn là có thể bỏ xăng vô để đổ xăng.
Mỗi lần em nhìn thấy cái thùng này là tưởng tượng ra đủ thứ, nào là nước ngọt này, nước giải khát này, đủ thứ. Bây giờ đặc biệt là như là em biker đi, kể cả em đứng đây thôi em rất là nóng thì rất là thèm nước. Đặc biệt là cho nên là em thấy cái thùng này nó rất là cần thiết cho những người như tụi em. Bởi vậy lúc mà bọn em tập ở đây nè, luôn luôn có những cái thùng này. Hay quá. Vậy là bé Fami đã tham gia thêm một được bộ môn, đúng không ạ? Ok, rồi bây giờ sao? Cái xe này nó như thế nào? Đây là con Ninja 400cc. Thì dung tích nó là 400cc. Đây là con này là gọi là siêu thể thao. Con này là thể thao mà bán thể thao. Có nghĩa là anh ngồi anh vẫn còn cái sự thoải mái. Nhưng mà nếu chạy đường thẳng thì con nào cũng giống con nào? Dạ, đường thẳng thì con nào cũng giống con nào, nhưng mà con này nhanh nhất. Con này nhanh nhất. Ok, vậy chạy con nhanh nhất đi. Mình lỡ rồi, mình đu gió, mình chơi cho tới luôn đi. Nhưng mà không biết chống chân tới không. Hôm nay là được có nhân viên để họ thử test cái xe chạy nhanh nhất. Và thêm một bật mí nữa, đó là cái xe này cũng là xe tham gia giải đua 1000cc sắp tới đây. Wow, hey, vừa luôn nhưng mà chưa có đá chân trống. Nói chứ là hồi xưa cũng chạy được Ducati 1198SP. Đó, nên là cái này chắc cũng được. Bước tiếp theo để chạy lại vào đề máy. Đề máy đi ha, rồi anh đề máy nè. Giờ cho mọi người nghe tiếng máy đi. Nghe tiếng máy nha mọi người. Giờ để máy chạy nha. Ok, mọi người cho phép anh Minh được không lừa nón. Tại vì anh chạy test có chút xíu thôi. Chút xíu thôi, tốc độ dưới 10km giờ thôi nha. Tốc độ dưới 10km giờ thôi nha. Dạ, có nghĩa là xe này không cần lên ga, nó đã chạy được hơn 10km giờ rồi. Cho nên lát nữa anh không được phép lên ga, anh chỉ cần thả con ra là nó sẽ tự chạy. Ủa vậy chạy phân khối lớn chi trời? Hey, cái vụ này giống như anh với Huy bữa vừa mới chạy xong luôn là chạy rùa. Xong giờ em quay qua phân khối lớn em bắt anh không được lên ga luôn. Rồi, bây giờ không tin anh cứ thử nha. Bây giờ anh không có lên ga, anh nhả con ra và nó tự đi. Rồi số 1 chúng ta sẽ móc lên. Số 1 móc lên. Anh Minh cho hỏi cảm giác của anh như thế nào lần đầu tiên mà anh hiểu, anh biết được có một cái giải đua mô tô phân khối lớn như vậy ở Việt Nam. Thật ra là mọi người đã rất là cố gắng để tương tác với lại các cơ quan có cấp phép và có điều kiện, và có lẽ phải trải nghiệm và đưa ra rất là nhiều cái ý tưởng làm sao để thuyết phục, để tất cả mọi thứ sẽ có một cái nền tảng gọi là sự bắt đầu để cho tất cả các biker tại Việt Nam có một nơi để trải nghiệm. Anh nghĩ như thế nào nếu mà cái giải đấu này nó sẽ mở rộng ra và nó trở thành một cái giải đấu lớn của Đông Nam Á? Chuyện này tất nhiên là anh nghĩ là chuyện chắc chắn nó phải được. Vì anh cũng là một trong những người chơi mô tô của những cái 10 năm, mười mấy năm về trước. Thì cái cảm nhận của một người mà được sở hữu một chiếc mô tô phân khối lớn nhưng mà chỉ được chạy chậm và phải chạy đúng tốc độ của nhưng mà ở ngoài đường, thì bây giờ trường đua Đại Nam đã được sinh ra. Và đây là nơi khởi điểm để kích thích và động viên tất cả những biker trong tương lai. Thì anh nghĩ cái chuyện mà các biker Việt Nam sẽ vươn tầm ra thế giới là chuyện mặc nhiên. Và anh nghĩ rằng anh sẽ là một người follow theo cái chặng hành trình này khá dài. Và sẽ có thể là khi chúng ta ra được tới Đông Nam Á, anh Minh có thể là cầm cờ chạy đầu thì sao ạ? Có nghĩa là khi nào mình trở thành vận động viên đua mô tô không anh? Tại sao không? Nhưng mà không biết khi nào thôi. Ok, nhưng mà có thể là sẽ nhờ các bạn ở Biker sẽ huấn luyện anh Minh ở một cái level cao hơn, để có Hùng trải nghiệm với các bạn sẽ được tương tác, sẽ phù hợp hơn. Dạ, yeah, ok, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn các bạn. Vừa rồi á, thì anh Minh vừa một bước nhảy lên mây luôn, tức là không chịu chạy cái con xe nhỏ mà anh Minh đòi luôn chạy con ngàn xe. Cho nên cái con này, con kia anh đã dám chạy rồi thì cái con này nó không vấn đề gì nữa. Đây là dòng xe sẽ đua chính trong trận đua kỳ này. Cái dòng xe đã được Liên đoàn Việt Nam. Wow, các bạn thấy nào, đó có logo anh Minh, có anh Minh ngồi đây luôn. Anh Minh đây là gọi là, ở đây gọi là ăn xịn. Nghĩ sao cái mặt anh Minh dán xuống đây là chạy nhiêu xịn vô đây không? Nhưng mà cái này rất là ý nghĩa, em thích nhất là cái bản đồ Việt Nam. Việt Nam tôi đó, Việt Nam tôi có. Let's go. Chưa có con nào mà em đi mà chủ tiệm xăng cũng bu vô coi nè, bà đi chợ cũng bu vô coi nè, ông già cũng bu vô coi, con nít cũng bu vô coi. Dạ, coi cái gì? Tại vì cái xe này nó quá lạ. Dạ, nó quá dị so với một cái xe máy bình thường. Dạ, giới thiệu với các bạn, đây chính là xe Rocket 3.
bản RS. Xe này có dung tích tới anh Minh đoán là bao nhiêu? Anh nghĩ là khoảng 1.200. Nó to hơn nữa. Trời, to hơn nữa. To hơn nữa anh, gấp đôi luôn. Gấp đôi luôn. Đôi cc luôn. 1.200 mà gấp đôi là tới 2.000 mấy rồi. 2.000 mấy là 2.000 mấy anh? 2.400. Sai luôn. 2.500. Dạ. Trời ác dễ sợ luôn. 2.000, 2.500 cc. Ô nhưng mà sao nó có chữ limited edition đó? À, chính xác, bạn này bạn đặc biệt, và đặc biệt đây là thợ Việt Nam gia công cái màu vàng này. Màu vàng này tại sao nó có màu vàng? Tại vì nó là vàng thiệt. Tại vì nó là vàng thiệt. Cho mượn cái đồ nại, cho mượn cái đồ nại. Hồi nãy nói nhầm không phải vẫn. À đây chỉ là cái màu vàng. À màu vàng kệ luôn, nại luôn, nại luôn. À các bạn có thể thấy này, anh mình có thể thấy. À, một cái phong cách thiết kế rất là Việt Nam ha. Ở 12 con giáp. Đây là 12 con giáp. Ồ nhưng mà tại sao để con rắn nó to nhất? Tại vì cái chủ xe tuổi rắn. À chủ xe tuổi rắn, như vậy anh mua chiếc xe này anh phải đôn con chó lên. Dạ đôn mình biết chìa khóa xe này nằm đâu. Nằm trên màn hình. Nằm trên màn hình, dạ. Sai, tại vì em chưa đưa cho anh làm gì mà có chìa khóa được. Trời ơi, hôm nay ngày gì tôi bị trôn không vậy trời. Ok, bóp con. Để máy. Rồi. Wow. Rồi bây giờ anh nghe cái tiếng này nó có giống cái tiếng ô tô của anh nhà không? Anh nẹp nhẹ nhẹ lên, anh nẹp nhẹ lên coi. Nẹp nhẹ lên coi. Đó, bộ độ nghe đã đi. Quá wow, hay quá. Hay quá, hay quá. Xuất sắc luôn. Giờ mình bắt đầu test Moto Triumph Rocket. Oh, ok, bây giờ đề máy. À, mọi người đã nghe tiếng bô rồi đúng không? Giờ nghe lại cái nha. Ok, rồi. Chủ xe thông cảm anh chạy rất là cẩn thận, yên tâm. Cảm ơn chủ xe đã cho anh mượn trải nghiệm. Theo thời điểm này đang thích xe nào hơn? Theo anh hả? À, vào thời điểm này hả? Chiếc nãy vừa anh vừa test xong luôn. Ok, anh thích này hơn. Chiếc này hơn. Tại vì anh vẫn còn máu này lắm. Ok, ok. Không, với lại từ đó tới giờ là anh thích dòng gọi là dòng sport là nó chồm. Tại vì anh thích feel với cái cảm giác. Yeah. Nó cái này thì nó hơi dạng neck bike đúng không? Đó, dạ. Và sắp tới anh sẽ học bốc đầu. Có móc có nhọc lần. À, có luôn. Thực ra đó cũng là những kỹ năng lái xe thôi. Khi mà anh làm chính xác nhuần nhuyễn tự nhiên nó làm được. Chứ anh không cần phải liều lĩnh hay là cái gì hết. À, tất cả nó có lý do. Thông thường mình sẽ học được cái đó trong khoảng bao lâu là mình sẽ thao tác mà an toàn? Ý anh đang nói là học bốc đầu hay là lái xe an toàn? Bốc đầu. Bốc đầu à? Dạ, trước khi bốc đầu á là anh phải qua một khóa kỹ năng lái xe trước. Đó là cái điều kiện tiên quyết của em. Chứ bây giờ anh chạy xe chưa vững mà mình nhảy vô bốc đầu thì nguy hiểm cho anh. Đó, cái đó là không nên. Nhưng mà trong những cái dòng như thế này thì cái dòng nào nó sẽ thao tác như cái kỹ thuật đó nó đẹp, nó dễ hơn đúng không? Chính này đúng không? Đây là dòng hiệu năng. Và sẽ có rất là nhiều thông tin nữa cho về những cái chiếc xe này cho anh. Nhưng mà chúng ta có thể sẽ giới thiệu vào tập sau anh ha. Bây giờ đó, anh nhìn thấy cái lốp xe không? Thấy nó kỳ kỳ so với lốp xe kia không? Thôi bây giờ cái này là mình sẽ chắc là mình sẽ để tập sau. Đúng rồi, mọi người sẽ focus vào những cái tiêu chuẩn kỹ thuật cho cái xe. Đúng không ạ? Ở những cái vlog kế tiếp. Yeah, thank you, bye, let's go. Mọi người nãy giờ có thể thấy là mình bị nhét vô một cái bộ đồ chuyên nghiệp professional. Và hiện tại mình bao ngã. Thử anh. Thật ra hồi xưa mình đi mô tô mình không có mặc bộ suit này, chỉ có mang giày, đeo hai cái gói, mặc áo giáp nửa người thôi. Hôm nay cảm giác mới full option. Dạ em xong rồi chị. Rồi bây giờ anh sẽ đi vào và anh sẽ đua một lap tới sáng mới về tới. Việt Nam tôi đó, Việt Nam tôi có. Còn nhiều điều thú vị, các bạn nhớ follow và sub kênh của mình nhé. Let's go!